Chương trình Ấn Tống vẽ tranh Địa Tạng Bồ Tát. Kính chào các bạn. Hôm nay kênh Nhân Quả Luân Hồi xin ra mắt chương trình vẽ tranh Địa Tạng Bồ Tát. Để các bạn thấy được sự lợi ích của vẽ tranh, kênh xin trích ra sự lợi ích trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nêu như sau. Phẩm 1. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Hay như ở trong phẩm 6: Này Phổ Quảng, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Phẩm 6. Hướng nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi ích lớn. Phẩm 11. 10 điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ ở sạch sẽ phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá che gỗ mà dựng cất cái khám, cái thất. Trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tọa ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Phẩm 12. Người bệnh được lợi. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải, nhà cửa, vật báu, y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa, báu vật vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền sinh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. Phẩm 12. Tiên vong được phước. Người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ cúng dường. Thời quyến thuộc đã sớm khuất của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Này nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em, chị em, nên liền đặng giải thoát, được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó, có phước lành, đã được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng thọ quả vui thủ thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Vì những lợi ích thù thắng của việc họa vẽ hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát như trên, kênh Nhân Quả Luân Hồi xin được trợ duyên cho các bạn trong công việc họa vẽ hình tượng của Ngài bằng cách tặng các bạn một phần quà bất kỳ mà của kênh đang ấn tống cho thành viên cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Mời các bạn xem qua phần kênh đang ấn tống.
Nếu kênh sẽ ấn tống thêm, các bạn cũng được nhận phần quà mới trên kênh. Vậy điều kiện để nhận quà là gì? 1. Bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. 2. Vẽ bức tranh Địa Tạng Bồ Tát bất kỳ mà bạn thích. 3. Khổ giấy bắt buộc từ A3 trở lên. 4. Quay video hoặc chụp hình từng giai đoạn vẽ từ 0%, 10%, 30%, 50%, 70%, 100% của bức hình để tránh tình trạng lấy ảnh của người khác vẽ đăng. Và sau khi hoàn thành xong thì các bạn hãy chụp một bức hình thật là đẹp để gửi về cho kênh. Hiện nay, nhiều đơn vị cũng đang ấn tống việc vẽ tranh. Vì vậy, để tránh trùng lặp, kênh xin đề xuất: ở trên góc mỗi bức tranh khi quay video hoặc chụp hình các giai đoạn vẽ tranh phải xuất hiện chữ Cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát ở bức tranh. Nếu các bạn thấy bất tiện về việc này, các bạn có thể dùng bút chì để viết lên tranh để tiện xóa đi, hoặc một mảnh giấy kẹp cùng bức tranh khi chụp hình quay phim đồng ý cho kênh đăng video bức tranh bạn vẽ, chỉ với mục đích duy nhất là khuyến khích các bạn khác vẽ tranh. Video hoặc ảnh xin vui lòng gửi về kênh Nhân Quả Luân Hồi a@gmail.com. Các bạn, một bạn chỉ nhận tối đa một phần quà cho chương trình này, nhưng nếu các bạn có thể vẽ nhiều bức tranh gửi cho kênh đăng để khuyến khích các bạn khác thì bên mình cũng rất hoan hỉ thọ nhận. Để các bạn có thể quay video được tốt, mời các bạn xem video mẫu tranh đã vẽ. Đại bi đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại bi đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kênh rất mong chờ nhận được những tác phẩm tâm huyết của các bạn. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.